em là chó mặt bạch quốc tinh nè anh Tăng ới ơi, hôm qua thấy anh đòi nợ hay quá, giờ tiện đường cứu em được không? Em bị giam trên đảo ảo ma Canada nè. Ở đây có hệ thống phòng thủ cực chắc, xe tăng, đôi phong ba, cùng những kẻ đầu trâu mặt ngựa rất đập chai bảo vệ nha anh. Em yên tâm, kỳ này anh mới nạp tiền mua trực thăng Apache rồi. Và súng phóng lựu phóng đâu hụt đó, ý lộn, phóng đâu trúng đó, nên em cứ yên tâm để anh Tăng lo nhóa. Giờ anh đến cứu em đây. Tụi bay dừng tay lại, cho hỏi đây có phải đảo ảo ma Canada không? Ủa không chỉ thì thôi, làm gì dữ vậy? Ê thí chủ, đây đúng là đảo ảo ma Canada phải không? Đúng rồi à, cảm ơn thí chủ. Đại ca, đại ca, có thằng họ Sugar ý nhầm họ Đường tên Tăng đến kiếm gái kìa, cho hắn vào. Ây da, hắn đòi lấy phi mà không chịu trả tiền vậy hả? Kêu hai thằng đầu chó mặt khỉ bắt hắn cho ta, có đưa gái cho ta không? Ý lộn, có đưa chó mặt bạch cốt tinh cho ta không? Trả tiền thì đưa, không thì biến, biến này. Biến này, biến này. Gái của ta đâu, ý quên chó mặt tinh đâu. Thằng đại ca cùi bắp, em thắt dây an toàn nào, máy bay hết xăng trong chiếc xe này đi đỡ vậy. Em thắt dây an toàn rồi anh Tăng ơi. Anh xem đúng không? Em về nhà an toàn rồi, cơ mà sao có gì đó sai sai, giận anh Tăng luôn, giận nè. Giận nè. Người ta ngon lành vậy mà.